Cảm ơn các bạn dancer. Một tiết mục quá xuất thần luôn. Hỏi thăm nè, khi mà mình hóa thân thành chị Hoàng Thùy Linh, tại sao mình không có chuyển cái tông giọng sang tông nam cho mình dễ hát? Thực ra thì em vẫn muốn giữ lại cái sự mềm mại của chị Linh. Chính vì vậy mà em vẫn giữ cái tông nữ, để khi mà mình hát giọng giả thanh, mình uốn, mình nắn nó hơi ả đào một chút thì có vẻ là giống chị Linh hơn. Yeah. Quá tuyệt vời. Xin mời giám khảo Kim Xuân. Thường biết là cô thấy như thế nào ạ? Thái Sơn, tôi xúc động. Tại vì là bạn đã làm cho chúng tôi được xem một cái tiết mục rất là mãn nhãn, mà tôi mãn nhĩ luôn nữa. Chỉ một chút xíu thôi, tức là mình cố gắng, mình hóa trang gần giống nhân vật nhất. Cái đó các con chú ý. Và cô hy vọng là cái góp ý đó, đó qua cái lần sau thì các con sẽ làm tốt những nhân vật của mình. Nhưng mà cảm ơn bảy đứa giỏi quá đi. Giỏi, rất là giỏi luôn.
Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Xuân rất là nhiều. Em xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Tôi xin có một lời khen với Thái Sơn là Thái Sơn giỏi quá. Bởi vì là cả một cái bài hát giọng nữ mà đều phải hát ở cái âm khu mà không phải là âm khu sở trường của em, nhưng em vẫn hát rất chuẩn chỉnh, không phô tranh gì cả. Và cái phần hóa trang, mặc dù là về nhân dáng em không thể giống Hoàng Thùy Linh, nhưng mà trông lại cũng rất giống, thì là cũng rất là giỏi nhá. Và cái thứ ba là cái phần vũ đạo của em ấy cũng rất là khá. Tôi xin dành lời khen với cái phần hóa thân của em trong cái phần trình diễn hôm nay. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều. Còn anh Nghĩa thấy sao? Sơn ơi, em có thể chia sẻ một chút thông tin về các ca khúc này cho chị Mỹ Linh cũng như là cho anh và cho chị Kim Xuân biết luôn được không? Thực ra thì đây là một sự tích về cô Bơ. Cô Bơ thì đã đóng góp rất là nhiều trong công cuộc vào xây dựng đất nước. Và ngoài ra thì cô ấy có một chuyện tình rất là bi đát. Chính vì vậy mà chị Hoàng Thùy Linh muốn tái hiện lại hình ảnh của cô Bơ trong bài hát này. Và cái chuyện tình đó thì thực sự là làm cho em cảm thấy là rất là xúc động. Và khi em hát ca khúc này thì em vẫn cố gắng hết sức thể hiện tính nữ tính nhất của mình có thể để mà đóng vào một vai cô Bơ và gặp một cái chuyện tình trắc trở như vậy. Thật ra ban đầu anh cũng lo, anh không biết rằng với Sơn một cái nhân dáng, một người đàn ông như vậy thì làm sao để ra được những cái nét của Hoàng Thùy Linh. Nếu như gọi là về dung mạo thì đương nhiên mình không thể nào mình so sánh với Hoàng Thùy Linh, vốn là một ca sĩ rất là đẹp. Dù có hóa trang, có vẻ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà đẹp bằng Hoàng Thùy Linh được. Thì chỉ còn là cái biểu diễn của chúng ta như thế nào, cái thần thái trên gương mặt của em khi em thể hiện cái nhân vật này của Hoàng Thùy Linh ra sao. Thì anh nhìn thấy em có cái điều đó, tức là có cái sự thiêng liêng, có cái sự nó hơi bồng bềnh, nó hơi là một cái cảnh giới nào khác chứ không phải cõi phàm trần này. Còn về giọng hát thì Sơn đã chứng minh cho mọi người thấy rằng em có thể biến hóa được cái giọng hát của mình qua những tuần khác nhau. Chị Xuân, nếu mà coi được cái tuần 1 bạn này mà giả Michael Jackson á, thì cũng hết hồn luôn chị. Rồi cũng vũ đạo, cũng điêu luyện, cũng không kém gì hết. Đây là một trong những thí sinh rất là tiềm năng của chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay. Và vì vậy với tiết mục này thì anh thấy nó đã thành công. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa cũng như là hai giám khảo còn lại. Và một lần nữa xin chúc mừng Thái Sơn thì hóa thân thành Hoàng Thùy Linh. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Vậy là